Cái con này ở gần sát bên nhà luôn anh em, mình tính không bắt nó để giật mồi chơi mà không biết, để rồi ít bữa nó còn không, mình không biết luôn, sợ ta bắt hoặc ta bắn. Tại chim nữa dạng lắm, chim sẻ một là người ta bắn, hai người ta bắt cũng vậy, nên mình cầm giò mình bắt nó luôn. Nếu mà ok thì chịu đá thì dính luôn, bắt luôn, chứ để con này ở đây tập tập ổi là ok luôn, tập mấy mỗi nổi mới. Chim này mở máy là về đứng cái hoài, nãy giờ hiệp này nó là hiệp hai anh em, hiệp nãy mình ra đuổi cắm giò lại, đuổi mình cắm giò cái nó bay lên, cái rồi nãy giờ cái nửa tiếng nó đứng trên tảng thúc hoài, mình quay không nổi, mình không quay, nói chung đợi nào gác quay luôn, chứ để đứng thúc 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 hoài quay mỗi tay chịu không nổi, nên mình đợi nó gớt, giờ nó gớt đó, xây qua đi vài lần, nếu mà xây bổi đá kiểu này là vài lần dính rồi. Con này là con mồi anh em, mồi của bác của con bạn ở chợ Vinh nè, sẵn mình test mồi luôn, test cái nước gù nó như thế nào. Con này là mình test nước gù của bội nè, của mồi là ok luôn, đeo nó gù hoài. Giờ mình cắm mấy bên đây nè, neo rù chịu xây bội là dính á. Nóng rồi đó, bên giò đây mình không qua nó cứ hay bên kia không, mà giò mình cắm bên đây nè, đây cho ông ngồi chơi tới luôn.
Hiệp nãy cũng mười mấy, 15, 16 phút rồi. Hiệp này nó cũng nãy giờ là 5 phút hồ đó. Rồi xây, xây đi, xây, chịu xây vậy là dính đó. Tới đó nó không tới nữa. Ồ. Tới chừng quay lại. Ồ, muốn hết pin thì cũng lắc. Máy quay cũng hết pin rồi anh em ơi. Rồi để mình lấy cái điện thoại mình quay thử. Chịu xây qua bên đây kỳ, nó đứng bên kia không à, đứng mép bên kia đá không à. Nãy thì nó cũng có xây qua bên đây, mình cầm giò xong bên đây, mình cầm bên đây cái nó không xây qua đây, nó xây, nó cứ ở bên kia nó đá không. Quay tới tới đó cái nó quay lại, tới đó cái nó quay lại. Căng thẳng quá anh em. Chút xíu nữa nó không dính thì mình đuổi nữa ạ. Mà chiều mình lấy con mồi khác mình test tiếp. Đó. Xây coi, đứng bên đó đá không đó. Nữa ừ đây nữa, tới đâu quay lại ngộ thiệt, làm như thấy chân ngồi gù khang tiếng luôn. Thank you.
nó ở quận bên kia không, nó không qua bên đây là không trời. Thầy bên kia đó không qua đây được không? Ồ, thế như thấy chân bên đây. Tới luôn, ôi ôi, tới nó xe lại. Ừ, đi vòng qua đi. Nó đá chúng ngồi ngay đâu rồi, nhưng ngồi đau đứng luôn rồi. Rồi chính rồi, ủa vô coi chân xác bội dính móng vụt tiêu rồi. Ôi chân sát bội ruột rồi, giờ nó xây bội nó xa xa bội chút nữa mới được.
chân rồi đấy, chuột tiêu rồi. Hai chân gần đó mà sao đá nhân ra. Xa bội đá cái nhân xa bội nữa. Hai trứng cái gọi đó mà sao vụt tiêu. Đá cái sân nhà đá. Giờ đeo sát bội gù đá không sao dính ở trời, hai chân bội nó đá hư tiêu rồi. Chân xa ra thôi chứ đã xong rồi. Thank you.
thường mấy chân gần bội tiêu, chứ còn mấy chân xa xa bội đá văng ra ngoài mới chơi. Rồi ngồi khang tiếng luôn. Hết nổi luôn. Chắc về rồi.